Thầy xin chào các em. Hôm nay tuần 13 thì thầy sẽ giới thiệu tiếp với các em là bài 6 của bộ môn công nghệ thực hành lắp mạch điện bản điện. Thì ở bước số 2 là khoan lỗ bản điện. Thì khoan lỗ các lỗ luồng dây mà mình đã vạch dấu ở ở bước số 1 nha các em. Thì để khoan cái lỗ này thì chúng ta dùng dùi tay hoặc là máy khoan, và máy khoan thì chúng ta sẽ dùng cái mũi có đường kính là khoảng là 4 mm, ký hiệu đường kính là này là phi nè ha, phi 4 mm nha. Và ở đây thầy chú ý là chúng ta sẽ không khoan tại vị trí bắt vít, thì cái phần này sau này vào thực hành thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta kỹ ha. Ở đây lý thuyết thì thầy nói để chúng ta nắm là chúng ta sẽ dùng cái dùi tay hoặc là dùng máy khoan, nhưng mà sau này á, thì thường thường là sẽ dùng máy khoan, và máy khoan thì trường sẽ đem vào, trường sẽ cho chúng ta mượn nha. Đường kính của mũi khoan là 4 mm thì thầy cũng đã mua cho để làm cho chúng ta làm luôn rồi nha. Thì nhắc lại nè, cái lỗ luồng dây là chỗ này nè mình mới khoan thôi nha, còn cái lỗ vị trí bắt vít là chúng ta không có khoan tuyệt đối nha, chúng ta chú ý ở bước số 2. Rồi ở bước số 3 là nối dây các thiết bị điện của bảng điện. Nối dây các thiết bị điện của bảng điện thì ở phần nối dây các thiết bị điện của bảng điện thì ở đây chúng ta thấy, quan sát sơ đồ, chúng ta thấy là chúng ta có tất cả là 7 đoạn dây. 7 đoạn dây thì các em chú ý nè, đoạn dây số 1 là từ dây nguồn đến vị trí này. Đoạn dây số 2 là từ cầu chì này qua cầu chì này. Đoạn dây số 3 là từ cầu chì 1 xuống công tắc. Đoạn dây số 4 là từ cầu chì 2 xuống ổ điện. Đoạn dây số 5 là từ công tắc nối đến đèn. Đoạn dây số 6 là từ dây nguội của nguồn nối đến cái đuôi đèn á, và sau đó mình mới gắn cái bóng đèn vô ha. Thầy nói lại nha. Đoạn dây số 6 là từ dây nguội của nguồn đến đuôi đèn. Rồi đoạn dây số 7 là nối rẽ từ dây số 6 và nối vào ổ điện. Chúng ta có tất cả là 7 đoạn dây trong sơ đồ này nha các em. Và để làm bài này thì chúng ta sẽ lấy thước, chúng ta đo khi thực hành á, chúng ta sẽ đo và cắt cho thầy là 7 đoạn dây. Đoạn dây số 1, đoạn dây số 5, đoạn dây số 6, đoạn dây số 7 chúng ta sẽ cắt dài 50 cm. Đoạn dây số 2, đoạn dây số 3, đoạn dây số 4 chúng ta sẽ cắt cho thầy là dài 20 cm. Rồi sau khi cắt dây xong thì khi thực hành á, chúng ta sẽ thực hành như sau. Chúng ta sẽ nối dây, đầu tiên dây số 1 thì chúng ta đầu này nè, chúng ta sẽ nối với cái phích cắm dây số 1 đầu vào đầu ngay của chỗ nguồn nè, chúng ta sẽ nối với cái phích cắm. Và đầu còn lại thì chúng ta sẽ nối rẽ vào dây số 2. Đúng không? Dây số 2 thì một đầu chúng ta nối vào cầu chì 1, một đầu nối vào cầu chì 2. Thì thầy nhắc lại những cái mối nối cầu chì phích cắm thì chúng ta đã học ở bên phần nối dây rồi, cho nên là phần này thầy không nhắc lại nữa. Thầy chỉ nhắc chỗ này chúng ta nối với phích cắm, còn cách nối như thế nào mình đã học ở bài nối dây rồi ha. Cầu chì 1, cầu chì 2 chúng ta sẽ thực hiện nối vào đây nha. Rồi dây số 3 thì một đầu mình sẽ nối vào cầu chì 1, đầu còn lại mình sẽ nối vào trong cái công tắc. Và nhớ là dây chúng ta sẽ luồn ở dưới bảng điện, luồn lên qua cái lỗ luồn, thông qua cái lỗ luồn dây á, rồi chúng ta sẽ nối vào nha. Rồi dây số 4, một đầu nối vào cầu chì 2, một đầu chúng ta sẽ nối vào ổ điện, được chưa? Dây số 5, một đầu chúng ta nối vào công tắc, đầu còn lại chúng ta sẽ nối vào đuôi đèn. Dây số 6, một đầu chúng ta sẽ nối vào dây nguội của nguồn, đầu còn lại chúng ta sẽ nối vào đuôi đèn. Và dây số 7 một đầu nối vào ổ điện, một đầu chúng ta sẽ nối rẽ với dây số 6 nha, chúng ta chú ý. Và sau khi thực hiện nối rẽ chỗ này xong rồi, chúng ta phải băng keo lại đó. Thì trong bài nối dây thì mình đã học kỹ cái phần này rồi, thì chúng ta phải chú ý ha. Chúng ta làm cho nó đúng. Và nếu mà bạn nào quên cái bước nối dây chỗ này thì xem lại.
Và sau này khi mà vào thực hành thì phần thực hành thầy sẽ hướng dẫn kỹ lại cho chúng ta cái chỗ này. Rồi chúng ta qua bước số 4. Bước số 4 là lắp các thiết bị điện vào bảng điện. Ở bước số 4 này thì chúng ta nhớ là chúng ta có những cái vị trí bắt vít đó, chúng ta nhớ mình đã đánh dấu rồi đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ lấy con vít, chúng ta bắt chặt cái cầu chì vào trong cái bảng điện, bắt thật chặt. Tương tự như vậy công tắc ổ điện bắt chặt vào. Thì chúng ta đã làm xong ha. Và sau khi làm xong cái bảng điện thì nó sẽ như thế này nè nha các em. Ở đây chúng ta không làm ống. Nhớ ha. Rồi, qua bước số 5 là bước kiểm tra. Thì để kiểm tra cái mạch điện mình coi có đạt yêu cầu hay không á, thì để cho an toàn thì chúng ta sẽ không cắm trực tiếp vào nguồn đâu ha, mà chúng ta sẽ kiểm tra bằng cái phích thử bóng như thế này. Thì em lấy cái phích thử bóng, em chạm hai đầu của cái phích nè, chạm vào hai đầu cái phích cắm điện của mình nè, đó, chạm vào được chưa. Rồi ở đây nhớ là gắn bóng đèn vô nha, phải gắn bóng đèn vô đàng hoàng. Rồi sau khi mình làm như vậy xong, em chỉ cần bật công tắc, tắt công tắc. Bật công tắc, tắt công tắc, quan sát. Nếu khi ta bật công tắc, quan sát cái đèn của phích nè, nó phải sáng. Tắt công tắc, đèn phích nó tắt là mạch mình tốt. Còn các trường hợp khác là hỏng hết. Như vậy chúng ta quan sát, bật công tắc, đèn sáng ha. Tắt công tắc, đèn tắt. Nhớ ha. Thì các trường hợp mà mạch hỏng thì thầy nói luôn ha. Nếu mà mạch hỏng á, hỏng như thế nào thì thầy sẽ trình bày cụ thể riêng. Còn cái phần này thì trong đây để cho dễ nhớ thì thầy chỉ ghi như vậy thôi. Trường hợp mạch hỏng nè, khi tôi bật công tắc, tắt công tắc, đèn đều sáng hết. Không bật công tắc đèn cũng sáng mà tắt công tắc đèn cũng sáng luôn. Thì trường hợp này là mạch bị hỏng đó. Mà nó hỏng cái gì? Là mạch mình làm bị chạm, chạm mạch. Nếu mà mình lấy cái này mình cắm trực tiếp vô nguồn điện là nó nổ á. Nó nổ mạch á. Nha. Nó chạm như thế nào thì có thể là trong quá trình mình nối dây mình nối sai sơ đồ, mình mở ra mình kiểm lại coi đúng sơ đồ hay không. Hoặc là trong những cái chỗ nối dây, ví dụ như chỗ cái đuôi đèn này nè, mình nối dây không có khéo, không có kỹ thì hai dây nó chạm lại, thì khi mình bật công tắc nó chạm. Được chưa? Rồi trường hợp hỏng thứ hai là bật công tắc đèn không sáng. Tắt công tắc thì dĩ nhiên đèn không sáng rồi, nhưng mà bật công tắc đèn cũng không sáng luôn, là mạch mình bị hở. Hở có thể là cột chì nó thiếu cái dây chì, hoặc là mình nối dây nó bị hở, không có chặt, thì mình kiểm tra lại. Hiểu chưa? Rồi, có thể là dùng cái phích này kiểm tra cái ổ điện luôn, cũng được luôn nha. Là lúc này mình lấy cái phích này nè, thay vì mình chạm vào đây, thì lấy cái phích này mình cắm vô ngay ổ điện chỗ này nè. Nhớ là không được cho nguồn vô nha. Lấy cái phích này, cắm vô cái ổ điện chỗ này. Rồi cũng bật công tắc, tắt công tắc. Thì khi bật đèn sáng, tắt đèn tắt là mà cái ổ điện mình làm tốt. Vậy là chúng ta hiểu cách kiểm tra bằng phích chưa? Đó. Rồi sau khi mình kiểm tra tốt rồi thì lúc đó mình mới cắm vào ổ điện để mình cho điện vào để mình kiểm tra chính thức. Các em nhớ nha, luôn luôn phải làm cái bước này để an toàn nha. Lỡ mà mình làm bị chạm thì không sao. Đó. Đó là bước kiểm tra. Như vậy thì do đây là bài thực hành thì cái phần hướng dẫn thực hành là chỉ như vậy thôi. Rồi vào lớp thì vào lớp khi mà thực hành thì sau khi hướng dẫn thực hành xong thì các em sẽ làm thực hành tại lớp. Nhưng mà do là tình hình chúng ta học trực tuyến như thế này thì thầy sẽ chỉ hướng dẫn thực hành ở đây thôi. Rồi các em có thể là nghe trước, rồi sau đó khi mà có điều kiện vào lớp học thì chúng ta có điều kiện làm thì lúc này chúng ta sẽ làm thực hành những bài này sau ha. Rồi bài học tới đây là kết thúc đó các em. Các em xem kỹ bài học và nhớ làm những trả lời câu hỏi các bài tập nha, và chuẩn bị tiếp bài số 7 cho thầy ha. Chào các em.